Xin lỗi, bây giờ cậu là kẻ địch công khai của toàn dân, sao chúng mình có thể thu nhận cậu được? Đúng là hoạn nạn mới thấy được chân tình mà. Lóc mình cũng được, đỡ mất công mình lắm. Sao điện thoại lại hết pin vào lúc này chứ? Sao mà mình lại khổ như vậy chứ? Mình không thể làm một đứa con nhà giàu bình thường được sao? Không thể vào được công ty thì nói là mình ăn hại, lỡ trồng một chút thì không còn nhà để về. Mình đã không cần sự nghiệp nữa, từ bỏ quyền tự do yêu đương, chấp nhận hôn nhân sắp đặt, còn muốn mình phải làm sao nữa? Sao ông trời lại bất công với mình như vậy chứ? Cũng có thể gia nhập hội chúng tôi. Không cần đâu, tôi là công chúa nhỏ của tập đoàn Flora, ai gặp cũng yêu, vô cùng được sủng ái. Chỉ là dạo này đang gặp chút vấn đề thôi. Tôi nói cho cô biết, trước đây tôi cũng là nhân vật có máu mặt đó, nhưng mà gặp phải vấn đề hơi lâu. Cô gia nhập hội chúng tôi đi, ít nhất là mấy con phố quanh đây có anh bảo kê cho cô, không ai dám bắt nạt cô đâu. Không cần đâu, tôi không quen ngủ ngoài đường. Cô gái, tôi hiểu mà, ai cũng cần thời gian để thích ứng hết. Đợi cô nghĩ thông rồi thì cánh cửa luôn mở rộng chào đón cô. Em gái, uống cho anh một ly đi. Đừng, đừng đi mà. Uống cho anh một chút đi em gái. Em gái, em gái à, uống một chút đi, cứu tôi với. Đừng đi, em gái, đừng đi mà. Bao cứu tôi với. Đừng đi, đừng đi. Uống cho anh một ly đi. Áo khoác của tôi đâu? Chiếc áo khoác mà lần trước tôi cho cô mượn khi đuổi theo paparazzi đó, cô vẫn chưa trả cho tôi. Lạnh quá, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi. Đúng là lạnh thật. Đi thôi. Đi đâu vậy? Đến nơi rồi. Xuống xe. Xuống mau. Đi thôi, vào trong tắm rửa đi. Tắm rửa hả? Phải. Cô thế này thì sao mà ngủ được? Ngủ gì? Cô về với tôi không phải là để ngủ sao? Anh làm gì đó? Anh đừng lại đây nha. Anh làm gì vậy? Anh đừng có qua đây. Anh muốn làm gì? Anh thả tôi xuống. Thả tôi xuống. Trai đơn gái chiếc, anh đưa tôi đến nhà anh làm gì? Thả tôi xuống. Là còn tắm rửa với đi ngủ nữa. Tôi thà thức đêm chứ không ngủ chung phòng với anh đâu. Yên tâm đi, trong nhà không chỉ có mình tôi và cô. Sao còn có một con chó nữa? Thôi đi, tôi đi đây. Đợi một chút, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô. Ra ngoài thì đừng đi về phía tây. Bên đó có một trạm đổ rác rất lớn. Vừa mới mưa xong, cái mùi đó thật sự là kích thích lắm luôn đó.
Sao mà tôi phải đi về hướng Tây? Tôi không thể đi về hướng Đông sao? Hướng Đông? Bởi vì đường đi gập ghềnh, tuần trước thì có vụ tai nạn nên đã chặn để sửa đường rồi. Thì tôi đi về hướng Bắc. Tôi khuyên cô đừng đi về hướng Bắc. Con đường đó đi qua một công viên, có một vụ án hiếp dâm và giết người ở đó vào tháng trước. Trời ơi, nơi này của các người đốt cuộc là nơi quái quỷ gì thế? Mình thực sự vào hang sói rồi, vào miệng cọp rồi. Đây chính là hoa tiểu thư đó hay sao? Phát hiện hàng giả bao đổi trả. Đẹp không? Đó hoa tươi Đông Hải, không thể cắm trên người cô ta được. Mình đáng thương quá đi. Tôi thấy cũng được mà. Này, mấy người nói gì thế? Dọa hoa tiểu thư làm gì? Tôi chỉ cho cô một con đường sáng suốt đây. Thế này, cô cứ đi về hướng Nam. Con đường phía Nam vừa rộng rãi lại sáng sủa, đi thẳng vào thành phố. Có thật không? Đương nhiên là thật rồi. Chỉ có điều gì? Chỉ có điều giờ này không gọi được xe. Cô phải đi bộ 10 km mới về được. 10 km hả? Tần Đông Hải, tôi sẽ khiến cho anh. Mà thôi, để tình anh thu nhận tôi, tha cho anh trước đó. Trời ơi, những thứ này là gì thế? Ở đây mà cũng tắm được nữa hả? Tệ quá đi mất. Thôi vậy, dùng tạm vậy. Tối nay cô ngủ ở đây. Anh để cho tôi và nó ngủ chung một phòng hay sao? Cô sai rồi. Đây là phòng của nó. Là cô ngủ cùng phòng với nó đó. Tần Đông Hải, anh cố ý đúng hay không? Sao tôi có thể ngủ ở trong ổ chó được? Nhưng mà bây giờ chỉ còn phòng này trống thôi. Nếu không, cô chỉ có thể ngủ chung phòng với hội hát xoái. Vậy thì anh ngủ ở đâu? Tần Đông Hải, anh tự cho mình đãi ngộ đặc biệt hay sao? Ở một căn phòng rộng như vậy, ngủ trên giường lớn như vậy, trong đó hình như đang nói gì mà đãi ngộ đặc biệt. Sao anh đỡ nhẫn tâm để đồng đội của mình ngủ giường tầng hả? Đó là vì Tề Phi. Anh ấy không được khỏe, cần có người chăm sóc. Hơn nữa tôi bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng, cần có một môi trường thật yên tĩnh mới ngủ được. Tôi bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng, tôi cũng cần một môi trường thật yên tĩnh. Tôi nhắm trúng chiếc giường của anh rồi. Tối nay tôi ngủ ở đây. Anh đang ngủ với con chó Tần Tiểu Dương của anh đi. Tôi không thích người khác ngủ trên giường tôi. Cô dậy ngay cho tôi. Thế này đi, mỗi người một nửa. Dù sao thì tôi cũng không nghĩ gì đâu. Không biết anh thế nào thôi. Thật là vô lối mà. Dậy ngay. Cô dậy ngay cho tôi. Anh làm gì hả? Dậy ngay cho tôi. Thả tôi ra. Anh, anh, Xin Đô.
Tần Đông Hải, đồ lưu manh thối tha, anh đứng dậy đi. Đội trưởng à, anh phải kiềm chế chứ. Không phải, chuyện gì thế này? Không phải đâu, tôi...